Chắc các bạn biết về câu chuyện của hiệu ứng cánh bướm được nhắc đến ở trong cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh. Một cánh bướm nhỏ đập ở Brazil cũng có thể gây lốc xoáy ở Texas. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta là những cánh bướm nhỏ đấy. Chúng ta làm được những cái điều rất là nhỏ nhặt. Bản thân mình cũng nghĩ là mình góp một phần như một cái cánh bướm nhỏ đập ở cái vùng đất nước của Brazil, rất là nhỏ, rất là xa, nhưng mình tin chắc rằng cũng có thể tạo một cái hiệu ứng lớn. Hiệu ứng lớn được ví như là trận cuồng phong ở thành phố Texas. Vậy thì những cái điều mà mình chia sẻ nhỏ bé ở cái góc thiên nhỏ bé này, ở một cái ngôi nhà nhỏ bé và ở một cái tỉnh thành nhỏ bé của đất nước Việt Nam cũng nhỏ bé. Tất cả những điều đó thực sự nhỏ bé, có khi thì bản thân mình có thể rất là vô hình, không có cái ý nghĩa gì cả. Trên cái bản đồ thế giới với gần 8 tỷ dân, mình rất là nhỏ bé, rất là vô hình, giống như kiểu là một cái hạt muối ở dưới biển thôi. Nhưng mà rất nhiều hạt muối cũng tạo lên cái vị mặn của nước biển, một vị mặn đặc trưng. Giống như những cái sa mạc rộng lớn cũng được tạo nên từ những cái hạt cát nhỏ bé. Mình cũng chỉ là những cái hạt cát nhỏ bé đó thôi, một trong rất là nhiều hạt cát để tạo nên một cái sa mạc rộng lớn. Thì mình mong những cái điều chia sẻ nhỏ bé của mình về cái hành trình tu tập của mình, vì những cái điều hay lẽ phải mình học được. Và mình học được tất nhiên là mình phải thấy là có kết quả rồi, mình phải có được những cái ích lợi rồi, những cái ích lợi từ bản thân mình thấy được và những người xung quanh cũng đồng tình với mình là thấy được ở mình, thì mình mới dám đi chia sẻ lại với các bạn. Có nghĩa là những cái điều mình đã trải qua phải là những cái điều đã có kết quả, và cái kết quả đó phải là những cái kết quả tốt. Hoặc nếu như mình đã thử nghiệm, mình đã trải qua một cái phương pháp nào đó mà mình thấy cái kết quả nó không tốt, thì nếu như mình gặp các bạn dầm đúng lên cái vết chân đó, các bạn gặp lại đúng cái trường hợp đó, thì mình sẽ lên tiếng để mình nói lại với các bạn rằng à, cái chỗ đó là cái chỗ cần cân nhắc. Có thể cái khúc đó, khúc cua đó, có thể cái đoạn đường đó có một cái ổ gà, có một cái ổ voi, ổ trâu gì đấy, các bạn đi qua đó các bạn phải lưu tâm một chút. Còn nếu như mình thấy các bạn đang chạy bon bon trên đường, cái con đường đấy, cái đoạn đường đấy rất là đẹp và biển báo rất là đầy đủ, thì mình cứ để các bạn chạy an toàn, không sao hết, miễn là các bạn kiểm soát được tốc độ cho phép. Bản thân mình cũng đã đi qua những cái việc như vậy, và mình cũng luôn gặp được những người thầy họ cũng dõi theo để họ biết được cái con đường mình đi là con đường nào, và mình đang đi với cái tốc độ nào, và cái thái độ của mình khi đang đi cái đoạn đường đó là như thế nào. Với những cái ân huệ lớn lao mà mình nhận được từ rất là nhiều thứ, từ những người thầy hoặc là từ những quyển sách, rồi từ những cái bài giảng hay là những cái clip free trên mạng, thì mình biết làm sao để trả lại được hết những cái ân huệ đó. Thì mình chỉ còn một cách duy nhất là mình đi chia sẻ lại những cái điều đó, và mình chia sẻ thật lòng những điều mình đã trải qua. Chúc các bạn cũng gặt hái được rất là nhiều những cái kết quả tốt đẹp trên cái con đường phát triển bản thân. Ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua.